chồng mình cưới nhau vào năm 2015. Thì tụi mình lúc đó chưa có sẵn sàng làm cha làm mẹ, nên là hai vợ chồng cũng kế hoạch đến năm 2019 thì mới có em bé. Mới có kế hoạch là có em bé. Thì khi mà lần đầu tiên mà biết tin là mang thai á, thì hai vợ chồng cảm xúc rất là vỡ òa luôn. Từ lúc mà biết em, biết tin là mang thai em, rồi siêu âm lần đầu tiên nghe được nhịp tim của em, rồi đến lúc mà nói chung là từng giai đoạn á, giống như là không biết là mình có từng chia sẻ chưa, nhưng mà cái lúc mà hai vợ chồng biết được á là Ni có em bé, là sáng hôm đó là mình đang ngủ thì Ni chạy ở trong toilet ra, xong nói ba ơi, ba ơi, có thai rồi, xong rồi đưa cái que là hai vợ chồng ôm nhau rồi khóc thôi. Hai vợ chồng òa khóc, nói chung là lúc mà biết tin có em bé òa khóc, rồi lần đầu tiên nghe nhịp tim của con cũng òa khóc, rồi tới cái lúc mà sinh em bé thì cũng khóc, mà mắt á thì khóc mà miệng thì cười. Nói vẫn chung còn là hình nha. Kho bền đem lại cho hai vợ chồng mình những cái cảm xúc nó rất là thiêng liêng khó tả, và cảm ơn Kho bền đã xuất hiện trong cuộc đời của ba mẹ yêu con rất nhiều. Đối với mình, Kho bền là một cái món quà nó vô cùng to lớn với hai vợ chồng của mình luôn. Mình đang muốn nghĩ một cái từ gì đó mà nó thật sự nó có đủ hết tất cả những cái tố chất, giống như là chương trình vừa nói, giống như là một cái sự may mắn, một cái bé, em bé thiên thần. Nhưng mà Kho bền là giống như là một cái gì đó rất là lớn đối với lại vợ chồng mình luôn á. Lần đầu tiên mình làm mẹ thì có nhiều thứ rất là bỡ ngỡ. Những ngày đầu tiên mà khi đưa con từ bệnh viện về nhà, có những đêm con khóc là mình khóc theo con luôn. Tại vì mình không biết được lý do là con đang đói, hay là tã của con đã đầy rồi, hoặc là con có bị côn trùng đốt hay là ở đâu không. Cứ con khóc là mẹ khóc theo thôi. Nhưng mà từ từ theo thời gian thì bây giờ Ni có thể nói là chăm con một cách rất là chuyên nghiệp, có kinh nghiệm chăm con nhiều hơn. Và từ khi có mặt, có sự xuất hiện của em bé Kho bền thì bản thân hai vợ chồng cảm thấy là cần phải cố gắng hơn, sống phải có trách nhiệm hơn. Tại vì tất cả là phải cố gắng vì con. Cố gắng vì Kho bền. Rơi nước mắt vì con thì nhiều lắm. Nói chung là từ lúc mà có Kho bền, Kho bền mang lại nhiều cái cảm xúc mà Ni rơi nước mắt, nhưng mà Ni cảm thấy rất hạnh phúc. Ví dụ như hồi nãy Ni có nói là sanh em bé ra Ni cũng khóc. Rồi lần đầu tiên con bị bệnh, rồi Ni khóc rất nhiều luôn. Lúc đó em bé bị sốt và phải nhập viện là Ni khóc suốt một đêm luôn, khóc sưng mắt luôn. Rồi lần đầu tiên con đi học Ni cũng khóc nữa. Cái cảm giác mà mặc dù mình biết là khi mình gửi em bé đến trường là em bé sẽ học tập ở đó và sẽ được các cô giáo ở đó chăm sóc rất là tốt rồi, nhưng mà không hiểu sao cái lúc mà em bé nhìn mẹ mà kêu mẹ ơi á, mẹ đừng có bỏ con á, mình cảm thấy lúc mà mình quay lưng đi á, mình có hơi một chút tàn nhẫn á, nhưng mà mình phải lựa chọn là mình vẫn phải quay lưng đi, mình đi thẳng ra xe luôn để cho con mình được lớn lên như các bạn. Ni cũng không có dạy con theo một cái phương pháp nào hay là theo sách vở nào hết. Ni chỉ dạy con theo cái cảm nhận của mình thôi, giống như một bản năng của một người mẹ thôi, những cái gì tốt nhất. Và giống như Ni không biết các cha mẹ ở bên ngoài như thế nào, nhưng mà Ni và Fable không có mong muốn con sau này sẽ trở thành ông này bà nọ hay là đạt một cái thành tựu gì to lớn hết. Chỉ muốn Kho bền nó sống hạnh phúc và đạo đức thôi. Đúng rồi. Ni chỉ mong muốn hai cái điều đó. Lúc nào là hai vợ chồng cũng nói cái điều đó với lại nhau hết. Trước khi mà sinh em bé luôn á, là hai vợ chồng có nói với nhau những cái lời đó rồi.
mình thấy tuổi thơ của con rất là ngắn, cho nên đối với Ni là Ni dành nhiều thời gian nhất có thể cho con luôn. Và Ni muốn sau này con lớn lên thì con sẽ luôn biết rằng con là một em, con đã từng là một em bé rất là hạnh phúc. Và ba mẹ chỉ muốn nói là bây giờ con Bình còn rất là bé, con Bình chỉ có bây giờ con Bình chỉ là một em bé gần 3 tuổi thôi. Ba mẹ rất là yêu thương con Bình, luôn muốn dành những cái thứ tốt nhất cho con Bình. Và dù sau này nếu như con Bình lớn lên nè, con Bình học tới đại học, hay là con Bình có gia đình, hay là con Bình lớn hơn nữa, thì trong mắt ba bố và mẹ Ni thì con Bình mãi mãi là một em bé rất là nhỏ và ba mẹ yêu con rất nhiều. Đón xem chương trình Thử thách lớn khôn mùa 2 sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube Điền Quân Kids bắt đầu từ ngày 25 tháng 11 năm 2022.